Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác về một cái cây mà tự mọc. Thì chớ có đi tìm hiểu sâu xa ở đâu làm gì nhiều các bác ạ. Có rất nhiều anh em quan tâm đến kênh em và đã đăng ký kênh và đã kết bạn Zalo. Và số Zalo của em là 0967874901 nhé các bác nhé. Thì mọi thắc mắc các bác cứ gọi vào đấy cho em. Và thì ở đây thì em sẽ giới thiệu với các bác một cây không có gì xa lạ cả, có thể trồng được bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc Việt Nam mình. Thì nó là một dòng cây ăn quả các bác, chính là cây mít. Ở rất nhiều nơi mọi người đang trồng mít ghép các bác. Thì nhưng hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một cây mít để lấy gỗ và lấy quả, thì gọi là cây mít hạt các bác nhé. Trước mắt các bác đây là một cây mít hạt cao tầm 5-6 mét, tầm khoảng 6 mét các bác. Đây em cho các bác xem, 6 mét mà cây mít này là chưa một hạt phân nào, mọc ở tả ly ngay góc bếp nhà em. Đó, tại sao em cho nó mọc ở góc bếp? Cách từ cái gốc vào đến góc bếp vào khoảng trên 1 mét thôi các bạn. Trên 1 mét thôi. Em quyết định để nó ở đây là nó tự mọc. Sau khi ăn hạt bỏ ra đây là nó tự mọc, em biết nó là mít hạt thôi chứ không biết nó là dòng mít gì các bác nhé. Nói chung ấy thì thấy nó lớn rất là nhanh, thì cũng quay cái video để cho anh em tham khảo, bà con tham khảo. Em sang xuống chỗ gốc cho các bác xem thực tế. Đó, thì với cái giá trị của gỗ mít thì cũng rất nhiều người không biết đến, bởi vì là nói thật ra em đi thấy cây mít nó rơi tầm khoảng 30 năm có cây đẹp thẳng, nó cũng có hàng trăm triệu các bác nhá, trăm triệu, vài chục triệu, trăm triệu là chuyện bình thường. Còn cây mít này nó mọc từ hạt này, ăn quả xong mọc này các bác, ăn quả xong mọc, bây giờ gốc nó phải được vanh trên 30 các bác, trên 30 ở gốc thẳng nhá. Cây này em tỉa cho nó thẳng này đó, vì em quyết định để ở đây là chỗ này này là cái bếp này, còn bên này cái lán em này đó. Lán trước em gọi lán nó cũng quen, nhà em đang ở hiện tại ấy, bởi vì chưa có điều kiện làm nhà đâu nên trước em bảo vào đây làm lán thì để phát triển chăn nuôi, phát triển kinh tế, nhưng mà sau này có điều kiện thì mới ra ngoài ở, thì bây giờ vẫn cứ ở tạm như này. Thì em sẽ đứng ra bên này quay đó, các bác nhìn đâu đấy, ở ngay góc chỗ bàn ghế để kia. Và em quyết định để là bởi vì tính sau này cây này mà tầm khoảng 5-7 năm thì nó bắt đầu cho quả nhá. Thường thường mít hạt nó như thế, còn đến 10 năm là 5-7 năm nó cũng khá là to rồi. Mình sẽ không ở đây nữa các bạn, sẽ đi ra ngoài tính thế. Bây giờ nó mới được 2 năm thì em quyết định để. Thì các bác biết về cái cây mít ấy, giá trị kinh tế của nó, về nó không tính khối đâu các bạn, người ta cứ tính thân cây, tính lói, lấy lói nhá. Gỗ mít thì là một dòng gỗ rất là tốt. Đây, ở đây hôm nay em sẽ, trời cũng đang mưa, em sẽ đánh những cây này đi trồng. Đó, những cây này ở đây, cây này nữa. Đây nhá. Đây. Tại sao em bảo là các bác nên trồng cây mít này? Thì cây 2 năm nó lớn như vậy, cao 5-6 mét mà to như vậy, thì nó to cũng khá là nhanh, nhưng mà để lấy gỗ thì cũng mất không phải ít năm đâu các bác nhá. Nó phải từ 10 năm đổ lên. 10 năm đổ lên thì chỗ nào tốt thì cũng đã lấy được gỗ rồi, lấy được lói rồi nhá các bác nhá. Và hơn nữa thì là 10 năm đấy thì lấy lói thì giá trị của nó rất là cao. Còn nếu mà để tầm 15 đến 20 năm thì một cây mít không bao giờ dưới vài chục triệu đâu các bác. Các bác nghiên cứu để em chia sẻ video đấy. Tí nữa em sẽ ra kia quay mấy cái cây ở bên ngoài kia nữa. Đó, cũng có rất nhiều cây trồng khác nhau. Ở góc bên này thì em trồng cây dổi nhá. Đó, cây dổi ghép. Và bên dưới này, cũng vẫn góc bếp này, các bác để ý giúp em này. Cây mít kia hôm nay trời mưa, em đang mong nó mưa to là em sẽ đánh đi trồng chỗ khác. Bởi vì tại sao ạ? Đây, bên trên kia là một cây dổi ghép. Cây dổi thì em trồng cố định nó đây rồi. Cây mít kia nó cũng tự mọc này các bác, cao được hơn mét rồi, rất là tốt, thẳng nhá, tự mọc nhá. Thì đấy, cho các bác tham khảo là nên trồng cái cây gì để phát triển kinh tế. Có rất nhiều bác cứ gọi hỏi em như thế, thì em chia sẻ với các bác là nếu có diện tích đất các bác nên trồng cây mít hạt nhé. Mít thì người ta chủ yếu, nếu mà trồng lấy quả thì trồng mít ghép các bác, trồng mít ghép. Nhưng mà mít hạt thì chỉ sau 7 năm thôi, 7 năm 8 năm là
đã cho quả rồi, mà hơn nữa nó lại cho cả gỗ sau này nữa, trên 10 năm đến 20 năm thì cây cho gỗ, mà giá trị của gỗ khá là cao. Thì bây giờ em sẽ cho các bác xem gỗ mít ở tại cái cánh tủ nhà em. Đây, biết sau này trồng thêm biết biết trước vào đây ở thì trồng thêm mít. Nhà hơi tối các bạn, mới trời mưa sáng sớm, bật điện em, bật điện nhé. Đó, thì bây giờ em cho các bác xem về cái cánh mít đây các bác, về cái gỗ mít đây các bác ơi, gỗ mít đây nhá. Cây mít này là khá là to đây, cái gỗ mít này này thằng bạn em thì là cái chất lượng, em cho các bác xem cái chất lượng gỗ này, mỗi cái cánh này thôi nhá. Đó, cái khung này là xoan và cái cánh này là mít. Các bác nhìn chất lượng của gỗ mít nó rất là đẹp và bền, không có, nói chung và nhẹ. Gỗ mít là cái củ mít này này có dài hơn hơn 1 mét thôi, mà cái củ nó to như này, mà họ đã giả cái củ này là đâu 1,8 m các bác, mà thằng bạn em nghe kể là người ta giả đến 6-7 triệu, bạn đấy không bán, dài 1,8 m nhá, 6-7 triệu không bán, thì bạn ấy đi xẻ về kỷ niệm cho em hai cái cánh nhá. Đây đó, hai cái cánh về em lắp làm cánh tủ. Đấy, nó là trường tồn mít nhé. Còn so với độ bền thì không miễn chê rồi, và chất lượng thì nó khá là đắt. Đấy là về dòng gỗ nhé, dòng gỗ gỗ mít nhé. Thì bây giờ em sẽ cho các bác, và cây thứ hai nữa là gỗ dổi. Đây bác, ở chỗ nhà em đây, giờ không quay được trên chỗ trên này. Cây này là đó, trên này đó, dổi ấy, nó có hàng lói lói đấy là dổi các bác nhé. Cây dổi cũng được, các bác trồng dổi thì dổi đấy nó cũng như cây mít, dổi là một phần lấy hạt và một phần phần trồng hạt thì để mới mới lấy được gỗ như em kia, mà muốn lấy quả phải trồng dổi ghép nhé. Còn và hơn nữa đây là cây lát nữa này, đây cánh tủ, cái kệ của em nó là bằng cây lát này. Đó, thì những cái cây mà em sẽ giới thiệu cho các bác, thì em sẽ đưa các bác đi xem mấy cây ở đằng ngoài này nữa. Đó là cây vẫn là một dòng cây, thì cây mỗi 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 cây nó có một ưu nhược điểm khác nhau các bác. Đó là cây xưa các bác nhé, cây xưa nó lớn hơi chậm. Cây xưa thì đây, cây xưa trồng các bác cứ cho thẳng lên, là cây xưa thì nó hơi lâu các bạn. Cây cây nứa cũng là vừa rồi em quay ở trên nhà ấy, đó là cây xoan các bác, cũng là giá trị kinh tế đó. Cây xoan kia được 8 năm, em trồng được 8 năm các bác. Trước định khai thác lúc đấy nó nhỏ quá không nên tiền, thì bây giờ nó to rồi, vanh gốc 8 năm, bây giờ vanh được 100, gọi là gần 140 rồi, mà dài có trên 6 mét. Người ta đã giả em cây đấy, người ta giả em hơn 7 triệu các bạn. Người ta làm cái cột nhà, và bây giờ nó to quá cái cột rồi, thì người ta có thể đi làm xẻ ván gần 7 mét đấy các bạn, gần 7 mét thẳng tắp luôn, mà vanh 130 mấy ấy. Đó, cho các bác tham khảo như thế. Còn vẫn là cây mít ghép thì đây, như cây kia mít ghép thì chỉ để ăn quả thôi các bạn, gỗ nó không được thẳng cây. Đây nhá, đây đây lại là một cây mít cây này vừa rồi em nhốt mấy con thỏ ở đây, xong là bây giờ em lấy ra sang bên kia rồi, cứ để đây này vặt lá cho thỏ ăn. Cây này cũng là mít từ hạt đó, mới được một năm mà cao khoảng gần 2 mét rồi các bác. Đấy, đấy là hôm nay thực sự ra mà nói thì chia sẻ với các bác là những cái cây mà các bác muốn lấy theo em tính ấy, thì các bác nên trồng cây mít hạt nhá. Một là cây mít hạt này, hai là cây dổi này, thứ ba là cây xoan này. Còn được thu nhanh nhất là cây xoan, rồi mới đến cây dổi, thứ ba là cây mít. Ba cái loại cây này thì là hai loại ăn quả, đó là cây dổi và cây mít. Muốn ăn quả các bác trồng cây ghép, còn cây xoan thì chỉ lấy gỗ thôi các bác nhé. Đấy, thì em rất hy vọng là video em là thường thường chia sẻ những cây trồng cho anh em xem để mà mang lợi ích sau này.
để cho anh em tham khảo nên là trồng cái loại gì nó có giá trị. Còn về đất đồi đất rừng đấy là vâng, em nói thêm về cây dổi thì cũng có thể trồng trên đất đồi và đất rừng, đất cây xoan cũng được. Còn cây mít này các bác cũng không nên trồng lên đất đồi cao quá đâu, thoải thoải là được, thế là ok các bạn. Đấy em sẽ dổi thì cũng có cả dổi ghép và dổi hạt. Thì cây dổi em bây giờ em sẽ đưa các bác đi xem cây dổi đây, đây là cây dổi ghép này, còn cho đưa các bác đi xem cây dổi hạt nhé. Cây dổi hạt mới trồng được gọi là bước sang năm thứ ba các bác. Các bác nhìn đây ở cái chuồng bò ấy, đó cái cây đấy giờ cao tầm khoảng 7-8 mét rồi các bác, 7-8 mét mà cái gốc nó to bằng cái phích rồi nhá các bác ơi. Đó, cái gốc trắng trắng như đấy to bằng cái phích rồi đấy, để em zoom lại cho các bác này. Đấy đấy là cây dổi hạt nhá, cây dổi hạt kia đây, còn cái gốc nó đây đây đây, đây. To bằng cái phích luôn các bác đây. Đó, em zoom lại đấy, cái gốc nó gốc đó còn trên là ngọn đấy 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 đấy. Dổi hạt thì nếu mà may mắn các bác trồng phải nó có cây đực cây cái, cây thì các bác trồng may mắn phải cây cái ấy, thì nó cũng phải từ 10 năm, 8 đến 10 năm nó mới cho quả. Và cây nó là cây lâu năm, mà dổi dổi thì nó một khối của nó thì sau này từ 15 hai 15 năm đổ lên đến 20 năm đổ lên ấy, từ 15 năm đổ lên ấy mỗi một khối gỗ của nó cũng 15 20 triệu một khối nhá. Đấy thì cũng là chia sẻ cho các bác là như thế. Còn nhắc lại gỗ mít thì là người ta tính theo, chắc cũng tính theo khối đấy, nhưng mà thường thường ấy người ta mua củ mua à, mua mua cái lói mít nên là người ta sẽ mua tù mù và nhìn cân đối cây mít đó. Thì nếu cây như nào thì gặp khách như nào, nói chung là giá nó là cây mít thì giá nó cao hơn dổi rất nhiều, và cây dổi lại cao hơn cây xoan rất nhiều. Xoan hiện tại là vanh từ 100 đổ lên nhá, thẳng đẹp 100 đổ lên. Nếu mà bán theo mét khối thì cây xoan nó rơi vào tầm 5 triệu một khối, vanh 100 nhá, còn dưới 100 nó chỉ 3 triệu 4 triệu đó, nó nhiều giá. Thế là em chia sẻ với các bác là như thế. Còn về những cái loại cây khác nữa thì ít nữa em sẽ đi chia đi em sẽ quay hôm nay ở nhà ra mắt cho các bác như thế thôi, để cho các bác tham khảo. Là các bác nhớ thấy video em hữu ích ấy, nhớ hãy nhớ like và chia sẻ. Còn ít nữa em sẽ cho các bác xem về cây dổi ghép đã có quả của em nhé, và cây mít có quả em sẽ nói cây mít ghép, và cây dổi ghép và cây xoan em sẽ nói cụ thể gọi là video sau nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi nhá, nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ em, thấy video hữu ích thì like ủng hộ em. Ok em xin kết thúc cái video. Let's go. Ok các bác nhớ nói đến cây sưa ấy các bác. Các bác có thì có nên trồng, giá trị của cây sưa, và cây sưa thì em chưa có cây để dùng đâu, nhưng mà giá trị của cây sưa để dùng thì khá là tốt các bác nhá. Đó. Hy vọng này các bác trồng thật nhiều cây vào. Có đất ấy các bác cứ trồng nhiều cây cối vào, để sau này có điều kiện mình có thể, ví dụ như mình sinh sau đẻ muộn thì mình sẽ dùng muộn các bạn. Còn nếu như ví dụ bây giờ mình mà trồng như em ngoài 30, em trồng đến lúc em 50 chẳng hạn, thì giá trị của những cái cây đấy nó khá là cao. Có thể là thôi mình làm nông thì đến lúc đấy cũng có thể gọi là nguồn thu nhập về hưu về già cho mình đúng không ạ? Đấy, đây là niềm hy vọng của những người trồng cây như em. Và mong chúc tất cả các bác thành công nhé. Nó lan man quá. Video này là em giới thiệu về những cái cây mà nó có tiềm năng kinh tế, nhưng mà gọi là không không phải trước mắt mà lâu dài và mất nhiều thời gian nhé. Thế thôi, còn rất nhiều video nữa sẽ đón chờ với các bác về video sau.